Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống tình cảm của mình, nghiệp chướng chưa được giải quyết có thể là nguyên nhân. Nghiệp cũ đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối quan hệ tiến triển. Sự thật là tất cả chúng ta đều mang nghiệp, cả tốt và xấu. Nghiệp của bạn có thể bắt nguồn từ những kiếp trước, và rất có thể bạn cũng đã tạo ra một chút nghiệp mới thông qua những trải nghiệm trên trần thế của mình. Nghiệp cũng có thể được chia sẻ hoặc truyền lại cho bạn qua nhiều thế hệ. Nghiệp của bạn là của bạn, giống như màu mắt, giọng nói và nhóm máu là của bạn. Nó thuộc về con người bạn. Mặc dù bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng cách bạn nhìn thấy các đặc điểm cơ thể của mình khi bạn soi gương. Nhưng nghiệp chắc chắn rằng bạn cảm thấy sự hiện diện của nó trong cuộc sống của bạn, biểu hiện như sự lặp đi lặp lại của các sự kiện, tình huống và con người. Nó sẽ gõ cửa nhà bạn hết lần này đến lần khác, cho đến khi bạn mở cửa và nói: "Tôi hiểu rồi." Về tình duyên, nghiệp chướng không nguôi sẽ khiến bạn lặp đi lặp lại những tình huống tương tự. Chẳng hạn như gặp cùng một kiểu bạn đời và chịu đựng cùng một nỗi đau, cho đến khi bạn nhận thức được và có hành động thích hợp. Nếu bạn muốn xóa bỏ nghiệp yêu của mình một lần và mãi mãi, bạn phải chào đón nó như với một người bạn cũ. Một nghiệp trong sạch giúp tâm hồn bạn tự do thực hiện nhiều mục đích của mình trên trái đất, cho đi và nhận lại tình yêu mà bạn xứng đáng có được. Những bước sau đây các bạn có thể thực hiện để thu hút một mối quan hệ mới với tiềm năng không giới hạn, hoặc giúp mối quan hệ hiện tại của bạn vượt qua những rào cản nghiệp báo. Thứ nhất, hiểu nghiệp của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi kết thúc của một câu chuyện, bạn phải xem lại phần đầu của nó. Hiểu được nghiệp của bạn đòi hỏi bạn phải quay trở lại nguồn gốc. Khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao mô hình này bắt đầu? Chính xác thì điều gì tiếp tục lặp lại? Có phải bạn liên tục mang đến những người yêu có cùng những phẩm chất đáng thất vọng, những vấn đề tương tự nảy sinh trong các mối quan hệ của bạn, hay những mối tình của bạn đều kết thúc theo cùng một cách tồi tệ? Sau đó xác định nguồn gốc của vấn đề. Cha mẹ của bạn có phải chịu những hoàn cảnh tương tự, hay đó là điều gì đó đã xảy ra với bạn khi còn nhỏ? Bước đầu tiên là bạn cần phải hiểu nghiệp của bạn. Đến bước thứ hai, phản ứng khác biệt. Nghiệp thích kiểm tra chúng ta bằng cách hướng chúng ta đến những tình huống tương tự để xem liệu chúng ta có phản ứng như trước đây hay không. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta lặp lại chu kỳ nghiệp. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy buồn vì tiếp tục bị lừa dối, nhưng bạn lại cho mọi kẻ lừa đảo một cơ hội, làm thế nào bạn mong đợi gặp được một người trung thực? Trở lại với hành vi quen thuộc sẽ khiến bạn bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu khó chịu. Hãy phá bỏ những thói quen đã khiến bạn bị ràng buộc bởi nghiệp tiêu cực. Thực hiện những dự định, suy nghĩ và hành động mới để gặt hái những kết quả mới. Điều thứ ba, thay đổi môi trường. Ở lại một nơi mang theo những ký ức tồi tệ có thể dẫn đến một tương lai tích cực hay không? Đôi khi cách tốt nhất để đóng cánh cửa nghiệp chướng là loại bỏ bản thân khỏi môi trường nặng nề với nghiệp chướng của quá khứ. Sống chung một nhà và bị bệnh như nhau, nghiệp có thể gắn liền với một nơi nào đó và bẫy chúng ta cả về thể chất lẫn tình cảm trong nỗi đau của quá khứ. Đừng sợ bỏ lại phía sau một nơi cản trở bạn có được một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc. Điều thứ tư, thực hành sự tha thứ. Không ai có thể làm tổn thương bạn nếu bạn tha thứ cho họ, bởi vì sự tha thứ của bạn lấy đi sức mạnh của họ. Khi bạn tha thứ, bạn lấy lại quyền kiểm soát nghiệp của mình. Vì vậy, hãy tha thứ cho những người bạn đời cũ của bạn, cha mẹ bạn, những người làm tổn thương bạn. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người. Sự tha thứ phá vỡ nghiệp và loại bỏ nó khỏi bạn. Nó giúp bạn tiến về phía trước bằng cách ban tặng cho bạn sự khôn ngoan, khả năng phục hồi và động lực mới.
Một cách tuyệt vời để bắt đầu quá trình này là thừa nhận ai đã làm tổn thương bạn và xác định cách bạn có thể tự chữa lành. Ngay cả khi ai đó đã làm hại bạn một thập kỷ trước, ký ức vẫn còn ẩn chứa trong đầu những mối quan hệ của bạn. Hãy biết rằng bất kể điều gì đã xảy ra có thể quay trở lại trong vô thức của bạn. Hãy thực hành tha thứ. Điều thứ năm, tạo nghiệp tốt. Một trong những cách tốt nhất để diệt trừ ác nghiệp là tạo nghiệp tích cực mới ở vị trí của nó. Nguyên tắc chung đằng sau thiện nghiệp là làm những gì bạn muốn làm cho bạn. Khi nói đến nghiệp yêu, điều này có nghĩa là không can thiệp vào mối quan hệ của người khác, đối xử chân thành và tôn trọng người yêu của bạn. Hãy cẩn thận để không khuất phục trước những tình huống gây ra nghiệp chướng mới. Chẳng hạn như trả đũa người yêu đã khiến bạn đau đớn, hành động dựa trên cái tôi của bạn để giành lấy con đường của bạn, hoặc để lại nhiều kết thúc lỏng lẻo khi bạn rời bỏ một mối quan hệ. Điều thứ sáu, thực hiện các nghi lễ tẩy rửa. Những hành động nhỏ mang tính biểu tượng được thực hiện với chánh niệm và ý nghĩa có thể định hình lại thực tại nghiệp của bạn. Nhắm mắt và hít thở sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn ngập khắp cơ thể. Giữ hơi thở của bạn trong vài giây rồi thở ra từ từ. Khi bạn thở ra, hãy tưởng tượng bất kỳ năng lượng đen tối, dồn nén nào được giải phóng khỏi con người bạn. Hãy khẳng định với bản thân: tôi đang buông bỏ nghiệp chướng cũ đã ngăn cản tôi tìm thấy tình yêu đích thực, và tôi hoan nghênh một mối quan hệ với vô vàn khả năng trong cuộc sống của tôi. Nếu bạn đã ở trong một mối quan hệ, bạn có thể nói: tôi đang gửi nghiệp xấu trở lại nơi nó bắt đầu. Tôi tự do thể hiện tình yêu, lòng trung thành và niềm vui trong mối quan hệ của mình. Bài tập thở này là một trong nhiều nghi thức bạn có thể lặp đi lặp lại mỗi ngày để loại bỏ nghiệp chướng và dọn đường hướng tới các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nghiệp của bạn có thể là một phần của bạn, nhưng khi bạn cải thiện một phần thì bạn có thể thay đổi số mệnh của bạn trở nên tốt đẹp hơn và thu hút những mối quan hệ và những điều tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Hãy làm theo những bước của Khanh vừa chia sẻ để xóa bỏ nghiệp tình cũ và nuôi dưỡng một mối quan hệ viên mãn. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Khanh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Khanh có đính kèm bên dưới mỗi video. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Khanh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.